cũng được. Và cái này này là một, không phải lưu xe nữa mà là V2DL. Như vậy bây giờ tôi sẽ làm rất ngắn gọn thôi. Đấy, để thể hiện ra là nạp chương trình vào V2DL như thế nào. Bây giờ tôi làm cái dự án mới, cái chuyện phải ở đây chọn config FPGA project, chọn new FPGA. Bây giờ tôi lại lưu vào thành là VSDL bộ đếm V có HDL. Đấy, và lại lưu ý là không có cái dấu cách. Đấy, bộ đếm VSDL đây thôi. Dùng vài con trên ok. New schematic vẫn có schematic các bạn, vẫn có schematic. Sau đó thì chúng ta mới đi thiết kế cái vỏ bên ngoài của linh kiện, đó là clock và led thôi. Thì tôi sẽ lấy ngay cái file bên trên để thứ tự thực hiện là như vẫn như cũ. Thì tôi lấy cái clock này để tôi đỡ phải lấy thêm. Đấy, có clock rồi. Sau đó tôi mới vẽ tôi lấy thêm cái led nữa. Tôi lấy cái led đây. Đấy. Sau đó thì đây là tôi bắt đầu vào ra. Tất nhiên là cần phải có thêm một cái nữa là cái nút reset đây chẳng hạn. Đấy. Đấy, như này thôi. Sau đó tôi mới làm đây, các bạn bấm vào đây, Blessed Symbol. Bấm vào đây. Thì bấm hiện tab để đặt tên. Cái design này là nhấp nháy. Như thế. Copy. Thì cái file name của cái mã này này giả sử là tôi đặt là nhấp nháy ở dưới code chẳng hạn. Đấy. Rồi. Sau đó tôi đưa vào đây. Thì cái nhấp nháy này là hiện nay chúng ta đang thiết kế một cái phần cứng mà. Tôi đang thiết kế phần cứng. Đặt chân vào đây. Thì cái chân ở cái đầu ra đầu vào chúng ta bấm Tab. Và cái này là clock reset RST nhỉ. Là cái đầu vào input. Rồi, thứ hai là clock CLK. Clock tên cho các bạn là tùy. LED 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 từ 7 V0. Là LED là đầu ra output. Xong rồi. Bây giờ ra mình nối dây vào đây. Nối dây clock vào đây. Nối dây của led vào đây. Đấy, xin lỗi các bạn, đây cũng để nối dây lên được. Đấy, vì sao? Vì ở đây là bus. Mà chúng ta nối một dây thì không được, nhưng chúng ta phải chạy bằng bus. Nối bus vào đây. Đấy. Nhưng để mà có thể làm nhấp nháy được thì đầu ra đảo trạng thái đi và đưa vào đầu vào. Vậy thì ở đây tôi đưa một cái đầu vào đây. Tôi đặt thêm một cái chân nữa. Đó là đặt tên lên là led gạch dưới INV nè, input nè. Đấy, invert luôn và là đầu vào. Đầu vào. Thiết kế chân đây xong rồi. Sau đó thì tôi dùng một cái linh kiện là đảo. Đảo. Thì ở đây tôi chọn là invert nhưng mà có 8. Đây, invert 8 bit mà dạng bus. Cho nên tôi invert 8B. Chọn đây. Đặt đây. Nó sẽ nối tương ứng 1:1. Nối tương ứng 1:1 là cái invert. Rồi, đây U hỏi chấm. Không sao, các bạn có thể sửa thành U1.
hoặc có thể là làm như lễ tùy. Đây U11, U12, rồi U6 không sao. Hoặc chúng ta có thể là vào tool, vào Co-Anode Schematic, bấm vào đây để nó thay đổi tên tên của cái linh kiện đấy, U1, U3, U4, U5 qua đây. Xong, như vậy không thiết kế phần cứng chỉ có thế này thôi. Và bây giờ chúng ta đi làm phần mềm thì làm như này. Kích chuột phải vào cái vùng mà chúng ta muốn thiết kế IC này này. Kích chuột phải ở đây. Shift Symbol Action và chọn Create VADL File from Shift Symbol. Cái này vô cùng quan trọng để tạo ra một cái file VADL mà bạn không cần phải biết cái entity nữa, chỉ cần biết mã thôi. Bấm vào đây để hiện ra một cửa sổ trong đó có tem lên rồi. Đây entity đây, nhấp nháy code đấy và có reset và đầu vào clock led input. Tất nhiên là chúng ta cũng có thể tối ưu hóa đi, có thể không cần reset không sao. Đấy, như vậy bây giờ cái mã nguồn tôi biết là cái gì. Bây giờ cứ mỗi một lần xung clock mà dao động thì tôi nhấp nháy cái này một lần được. Thì tôi là process cái gì, process cái clock này. Để cứ mỗi lần thay đổi trạng thái của clock thì tôi làm begin end process chấm phẩy. Sau đó ở đây trong đây tôi làm if cứ mỗi một lần xảy ra sự kiện clock thì tôi lại là đảo cái trạng thái của led đi lần ý cái clock này, này copy clock nháy một cái nhé. Even các bạn thấy cái dấu đậm đậm là được. And clock này bằng một, ví dụ thế là tôi cho nó là nếu như clock lên này, xong lại lên này thì là đã thắng lên gen xuống đây em ít chấm phải. Việc công việc bây giờ của chúng ta cực kỳ đơn giản là gì ạ? Đảo đầu ra đã được đảo bằng phần cứng rồi, đưa vào đầu vào, đọc đầu vào xuất ra đầu ra, thế là thành nhập nhận. Còn tất nhiên trong mỗi một bài là khác nhau nhất, không phải là bài nào như vậy nào đâu. Đấy, đó là let lấy trạng thái của let input chấm phải xong rồi lưu lại can cho nhé, nhấp nháy code let đi là tốt. Ồ ghi một đếm một đếm let đi là rồi cả rồi ghi cái này lại một đếm let đi là có xong rồi. Bây giờ chúng ta dịch thử cái này xem là có lỗi gì không. Vào bộ giấy copy-line document nhấp nháy gạch dưới code. Mà các bạn nhìn thấy cái message ở đây là successful là xong rồi. Xong. Như vậy bây giờ chúng ta mới ra cái bộ giấy này. Chúng ta dịch cái bộ giấy này kích chuột phải vào bộ giấy copy-line. Vâng. Bây giờ mình xin nhận lỗi là missing child code in. Các bạn, lúc đây chúng ta làm không đồng bộ. Không đồng bộ. Vì là cái nhấp nháy code chúng ta tạo ra chúng ta chưa lưu trong chỗ này làm. Đấy. Tôi để làm này, tôi copy cái đoạn này tôi vừa viết mà. Copy đoạn này. Ta cho đi. Đấy. Tôi tạo ra tôi remove cái này đi. Xin lỗi các bạn vì lúc đấy tôi làm không nhầm tí nhưng đấy cũng là một cái bài học. Đấy. Không được. Và bây giờ tôi phải dịch cái này ạ. Cố giấy, formulae symbol, không có lỗi nè. Tôi ghi chuột phải ở đây. Shift symbol, create shift symbol from. Sau đó tôi mới lập trình. Còn ghi này luôn, tức là ghi trước ghi sau. Đấy, nó không có lỗi gì mới được. Formulae. Xem lỗi gì nhá, missing child seat. Không có ở đây. Vậy thì chúng ta phải
cái chuột phản ở à, cái nháy vào đây, bấm vào đây để chọn cái chai xít đây. Tức là gì ạ? Tức là cứ nút vào cái này để nó hiện ra cái bảng này, gọi chọn cái chai xít đây, bấm đây, ok, ok, sau đó nó biết dịch lại FBJ vô dây đây rồi. Cái gì là à, không có cái gì à, vậy là chúng ta cần phải chọn kích vào đây, sau đó chọn chai xít đây, vào lên mà rồi, sau đó cứ xê vào rồi chẳng ăn. Sang đây, sang đây thì các bạn nhớ là này, có nhiều bố dịch đang mở đây thì chúng ta phải chọn ở đây cho nó đúng. Không đến đây, đây là đây rồi. Rồi, đang dịch đây rồi. Bấm nạp. Đó, là quá trình này chúng ta. Mất một khoảng thời gian nào, chúng ta cho hiện cái message lên để nhìn cho nó dễ. Đấy, Giang Ninh đi xem. Thế mà tí nữa mà đây nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy là chúng ta thành công. À, trong quá trình chờ đợi này một chút thì tôi có thể là nói với các bạn qua một chút về cái cuốn mà các bạn bắt buộc phải chuẩn bị. Tức là ở trong cái bài thực hành thí nghiệm này thì tôi đã đưa ra đầy đủ tất cả những cái bước mà tôi làm ở đây rồi. Các bạn có thể đọc ở nhà trước. Đấy, hoặc là xem cái video clip này trên mạng giới thiệu dụng cụ thiết bị thực hành thí nghiệm. Đấy, trên này nó là cái gì, phân nhóm thí nghiệm ra sao, thực hành thí nghiệm như nào, các tiến trình lấy linh kiện như thế nào, tạo linh kiện như thế nào, đấy, từng bước làm cái gì, phiên dịch như nào, mã như nào, những cái linh kiện này tên là gì, nằm ở thư kiện nào, số lượng bao nhiêu, đấy, sắp xếp linh kiện như thế nào là tôi đã làm xong rồi. Đấy, và các bạn sẽ lấy cái này làm cơ sở để các bạn đọc trước. Và bên cạnh đó, các bạn cái phần số liệu của ghi chép ấy, chuẩn bị của sinh viên ấy, là các bạn cũng cần phải chuẩn bị trước ở nhà. Đấy, phần chuẩn bị của sinh viên với các cái bài báo cáo của các bạn sẽ được làm thành một cái bản khác. Đấy, chứ không phải là làm lại như thế này rồi báo cáo đâu. Vì đây chúng ta là phần số mà. Cho nên đây là các bài nhấp nháy nét để dịch nét này. Rồi nhấp nháy từ trái sang phải, rồi bấm nút thì nhấp nháy vân vân. Đấy. Thì các bạn có thể làm trước. Ở đây đây họ nó làm xong rồi đây. Đây đã FBJ đã làm thành công rồi đây. Đây các bạn nhìn thấy. Bài toán chúng ta là bài toán nhấp nháy mà cốt bằng DHL. Đấy. Như vậy là bài hướng dẫn của tôi về thí nghiệm mà VLSI đã thành công. Dựa trên cái video clip này các bạn nhìn đúng trước. Sau đó thì các bạn sẽ thiết kế ra các mạch và cái mã cốt lập trình VHDL trước trước khi đi đến cái buổi thí nghiệm để giáo viên hướng dẫn có thể hướng dẫn các bạn thí nghiệm thao tác lại để cho thành thạo. Và đến phần A là chúng ta có thể làm trước ở nhà được. Đấy, thông qua phần mềm thôi các bạn có thể làm được cái này. Tôi xin chúc các bạn là thí nghiệm thành công.